cái. Trời ơi, bữa nay đi học về sớm vậy? Ủa, bữa nay nè, cô giáo cho con mấy điểm 10 nè? Dạ con được 2 điểm 10. 2 điểm 10? 2 điểm 10 mà môn gì nè? Dạ môn toán với môn đạo đức. Môn toán với môn đạo đức. Wow, con trai của ba giỏi quá. Học giỏi mà đạo đức cũng tốt nữa. Ba thương nha. Mà nó nghe nè, cô giáo á ra đề đạo đức á, mà đề gì? Dạ là đề lễ phép hả? Đề lễ phép hả? Lễ phép con trai ba là số 1 rồi. Ở nhà nè, con lễ phép nè, gọi dạ bảo dân nè, đúng không? Cái gì cũng tốt hết trơn á. Trời ơi cưng quá. Dễ thương quá. Ba nghe điện thoại chút nha. Dạ. Dạ nghe. Cái gì? Chú nói cái gì? Không có chuyện đó đâu. Cái gì? Chuyện đó thì sao mà cháu làm được? Chuyện đó chú làm chú phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Đúng không? Cái gì? Ba ơi, ba phải nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự. Nè nè nè, con nói cho chú nghe nè. Nè. Không có chuyện đó đâu. Chú ơi, chuyện ai làm người đó chịu trách nhiệm đi chú ơi. Nè, chú đừng có ăn ốc mà bắt con đổ vỏ nha. Con nói chú như vậy rồi mà sao chú cứ cãi bướng với con hoài là sao? Hả? Hả chú? Ba ơi, ba nói chuyện lễ phép lại nha ba. Lễ phép cái gì mà lễ phép hả? Mắc mối gì mà lễ phép với nhau? Cái chuyện này mà lễ phép à? Suy nghĩ lại đi. Ông suy nghĩ đi. Bây giờ ông cương đó hả? Nói như vậy nãy giờ ông không hiểu ông cương với tôi đó hả? Chú cháu gì? Ông luôn đó. Rồi ông làm gì tôi? Cái chuyện vui hơn không kêu. Chuyện buồn kiếm không à? Làm cái gì? Cái trò đó con không thích. Chú làm đi. Con nói rồi. Nè, tại sao ăn kem không đủ? Hả? Nói chuyện với ông biết bực mình quá. Cái chuyện ăn khác ông kêu không à? Nè, không nói nữa. Không nói nữa. Nói với ông mệt lắm. Nghỉ. Nghỉ nói chuyện. Nghỉ. Bực bội hả? Mỗi lần gặp ông này sao tôi cũng bệnh nè. Chắc đi mua thuốc uống quá.